Tạm thành. Đây mọi người thấy nhìn cái mâm có chán choáng dáng không? Đó. Hai vợ chồng đó đó. Ông bà ngoại yêu cầu là đi mua về, mua vịt về. Mà nói đi mua vịt dạng đi con. Đó, xong bà ngoại là ăn gà. Ủa vậy hả? Chung với hai đứa nhỏ. Sai trái vậy? Rất quất. Rồi, xong rồi bà. Đây là món của cô ấy. Thèm cua. Đó, thèm cua mà mua về đó. Cuối cùng hai vợ chồng ăn cho hết. Rồi ốc hương. Trời ơi. Ốc hương to, ốc hương, hương to, ốc hương nhỏ. Rồi luôn cả có em này là gì? À, nghêu hai còi. Nghêu hai còi, nướng mỡ hành. Ôi trời ơi. Kiểu này chắc phải quy động cả hạm đội luôn á mới ăn mới đủ. Mới ăn mới hết được. Rồi rồi mua bánh mì nữa. Lý do mua bánh mì là vì nãy là mình thấy là có cái nước sốt của vịt ngon quá nè, cho nên là nó phải quyết đây định. Mọi người, nước sốt của vịt rất là ngon. Sền sệt. Ăn vịt nha. Ăn đi review cho bà con coi. Còn nóng lắm mọi người ơi. Đây là hình như phần đùi á. Miếng chấm nha. Thêm miếng tương. Này, béo ngậy. Chú ba có nước tương không chú ba? Cho miếng nước tương đi ba. Cho pha theo cách của Coleman nè. Tại vì Coleman á không thích ăn cái gì ngọt. Thích cái gì nó hơi mặn mặn. Cái này thì nó hơi ngọt. Ngon quá, có mè nữa nè. Dạ. Thôi xin phép làm cái đùi thôi, làm nhẹ nhẹ cái đùi. Ui cái này. Ăn cái đùi. Mẹ cũng là phần đùi á, chắc phần chê đó. Ừ. Ăn đùi hả? Ừ, phải ăn rồi. Ồ, cái đùi này sao chịu nổi bà con ơi. Nhìn thích ăn xương. Nhưng không thích ăn thịt. Tương này. Rồi, chưa ai được kìa. À. Chấm chung luôn. Vậy mình sẽ kiếm nước tương vô nha. Bắt đầu pha nè, quậy lên. Nó sẽ ra một cái vị rất là khác nha mẹ. Con thử đi. Nghe lời ba đi, ăn sẽ ngon. Ngon hơn, đậm đà hơn. Sao không? Ngon không? Thêm miếng tương ngon hơn. Thơm hơn. Ăn vịt không con? Rù rì hoài. Nãy con vịt này là nãy mình mua 200 mấy không mẹ? Thơm. Dạ. Vịt là 200 mấy đúng không? Vịt 200 mấy, vịt mắc hơn gà. Tại vì vịt nó to gấp đôi con gà. Vịt như 260 phải. Còn con gà thì có 120 ngàn phải không? Dạ. Gà rẻ lắm luôn. Vịt không có một miếng mỡ. Đây quý vị bạn xem thử nè. Nó cương. Mỡ nó tương ra hết rồi. Tại vì nướng cái lò lửa nó rất là nóng luôn á. Mà nhiễu mỡ nhiễu xuống rồi, rồi. Còn treo lên nữa trời. Nãy quý vị bạn thấy rồi, nên là nhìn rất là hấp dẫn. Ừ, ngon vô cùng luôn. Ăn thử cái ốc hương bự coi. Ui, nóng hổi luôn. Mẹ thích ăn ốc hương bự, mẹ không thích ăn ốc hương nhỏ. Ba thích ăn ốc hương nhỏ đúng không? Ba thích ăn cái con vừa anh kia. Ủa, thích da đứt rồi. Hơi dở. Mũi tiêu mày. Mũi tiêu hả? Mũi tiêu đây. Phúc sắc luôn. Bóc hạ coi. Cứ một con ốc, cứ một chút ốc là mình sẽ làm một ly một ngụm bia nha. Trời ơi, lạ quá. Đâu cần gì nhiều người ha. Nó giỡn thôi nha. Mốt bắt tôi ở nhà hoài luôn, chắc chết tôi luôn á. Lấy mày cái tâm đi. Hai cây. Hai cây. Rồi, mình làm cái con ngao hai cồi. Đây. Mình sẽ ăn theo kiểu này.
Đó, bỏ em ớt lên. Ủa mắc cười ăn nhà, muốn ăn cái gì ăn chứ téo à. Buồn cười. Cắn rồi mẹ. Đúng rồi, cho vô miệng đây. Ngon quá vậy. Ăn nguyên con luôn. Lầm thòng à. Ăn từ từ. Ngồi nhậu mà ăn cái đó đâu được. Ham mồi à. Ăn sáu mồi cái đó được. Mẹ thích ăn nước mắm nha, nên mẹ đi lấy nước mắm. Quá lạ. Nhà vịt ăn như xỉu luôn. Thiệt sự luôn á. Tới lúc mà quý khán giả sẽ nghe nhật ký MV là mọi người tắt máy đi ngủ luôn. Quá quải. Tại đâu có chuyện, đâu có cái clip gì để quay đâu. Toàn quay ăn, uống hết ăn cơm. Hết ăn là nhậu, hết ăn nhậu. Tôi cũng quải lắm bây giờ biết làm sao giờ. Cheers. Cheers. Mời quý vị và các bạn cùng uống với gia đình Colomel. Món nào cũng ngon. Nhưng cái món này đúng là bà ngoại giới thiệu cái món này siêu xuất sắc. Chắc mình phải kiếm. Ủa đây gì đây? Đừng nói phao câu nha. Nói đó ba. Ôi dồi phao câu. Ui. Phao câu là nhớ là Nga xà chua là chùm luôn. Ui hả? Nga sau này không, ăn Nga không xuất hiện. Trời ơi, nè đây nè. Cái đùi. Thôi đưa anh nhường cho mẹ cái đùi này nha. Mẹ không ăn nữa đâu. Ngon quá. Để đi. Để cho bà ngoại. Rồi ngoài nó ăn gà rồi, ngoài ăn tiếp nữa không? Không biết. Ngon quá vậy, nhìn nó ngon, không biết, không biết ăn cái gì chứ. Giờ nó gặm cột xương rồi đi. Đó, quyết định gặm miếng xương cột xương. Chấm vô, quậy, yeah. Đỉnh của đỉnh. Bây giờ là trình độ review của mình là tới cái mức là không cần ra quán luôn. Mua về nhà review. Giờ ra quán gì mà. Nó mà ra quán nó cũng dễ thương. Ha, ông chủ dễ thương. Dễ thương nhất là khen là khen là người đẹp. Trời ơi, đại tiếp tế nha. Rồi, ăn hết miếng này. Xin chào tạm biệt quý khán giả nha. Một con vịt to đùng. Con này chắc 2kg. Đúng rồi. 260.000. Nếu mình nhớ không? Không nhớ có chính xác không nha. Nếu nói lộn rồi bỏ lỗi cho mình nha. Còn gà có 120.000, ngon quá. Quý vị các bạn, đây là một cách để mình enjoy trong những ngày, những năm tháng bảo tố. Những cái gọi là những năm tháng bảo tố này vẫn vui như thường đó. Nếu có điều kiện thì làm cái này. Đây là người có điều kiện. Còn mình không có điều kiện. Mày bóp ra mấy đứa nhỏ ăn cái bột. Thì mình xài cái này. Cái này ăn xong cái mình để trong một, mình bỏ lại tủ lạnh, ngày mai mình hâm ăn tiếp. Riêng cái gì cái riêng cái khai cái hộp mồi này mình nghĩ là mình ăn hết tuần lễ. Tại vì mình ăn có 2 miếng rồi xong rồi mình nhậu. Mình uống. Rồi đây là người giàu có. Đó, mình là người nghèo khó. Ngon quá, thôi, nó đùa thôi nha quý vị các bạn. Phải tự tìm niềm vui để vượt qua cái cơn khủng hoảng này thôi, không có cách nào khác hết. Cheers. Rồi chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha. Dạ, yeah, nhiều sức khỏe. Yeah. Ôi, đổ mồ hôi kìa.
Ngon quá mà, ăn ngon là đổ mồ hôi vậy đó.